12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của 8 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp livestream qua mạng internet tại Thành phố Hồ Chí Minh để xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín, danh dự của ông Hoài Linh, bà Mỹ Oanh, bà Hằng Ni. Trong thời gian này, bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream, in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn. Đồng thời, ba cá nhân này còn tham gia dẫn chương trình cho các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp. Liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục giam bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ quận 1, giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định, Viện Kiểm sát nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Còn nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ, thì Viện Kiểm sát sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên. Đây là lần thứ hai Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ. Tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Hằng.